sẽ chỉ cho các anh em cách vụ cờ rết lên Đà Lạt ha. Đây là đoạn clip quảng cáo được nhiều cư dân mạng lên án là bẩn của một chủ quán cocktail bar và homestay ở thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội TikTok đã khiến nhiều người xôn xao. Để nhiều khách hàng biết đến quán, tài khoản này đã đăng tải nhiều clip với sự tham gia của bản thân và những người được cho là nhân viên cùng hình ảnh các loại đồ uống có tại quán. Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ có nội dung chủ quán chia sẻ bốn bước thao túng tâm lý và dàn dựng tình huống để bằng nam Rodriguez đến quán của mình trước say. Theo lời chủ quán trong clip, bước đầu tiên là chuyện chỗ ở. Các anh em cứ lấy hình quán cốc theo của Dương nè. nói là có ông anh bà chị mới vừa khai trương quán cốc theo, bó lên Facebook nha. Sau khi Rodriguez đã coi được cái bó đó rồi đúng không? Đó, Thì các anh em cứ nói là có đi cùng với mình được không, đi cùng với anh được không? lên cho đó chúng ta ở hai phòng em cứ yên tâm ông này ông có luôn cả hôm tay luôn đó thì sau khi lên trên này rồi á các anh em nhớ xin nhanh trước với nghe đó sau khi gặp lại kêu chứ ô hai em lên khai trương quán cốc thay quanh à trời quý hóa quá à. cảm ơn hai em lặn lộ đường xa nha nhưng mà đi gì mà không báo trước gì hết trơn à anh còn có một phòng thôi đó thì coi như là chuyện chỗ ở là xong nha các anh em nha <laughs> đó và tiếp tục người này đến với bước thứ hai là chất xúc tác rồi cần cái chất xúc tác đúng không? Tối các anh em dẫn cà uh, lên quán cốc theo của đó, đẩy vài ly cốc theo, đẩy vài cái sót rượu cần thiết là bơm luôn cả cô tiên xanh vào luôn nha. Để tránh tình trạng là bay cả trăm km lên Đà Lạt mà chỉ để nặng bụng nha các anh em nha. Đó, thì uh, chất xúc tác cũng đã có rồi. Đó thì uh, chúc các anh em có những lần đóng dấu khó quên trên Đà Lạt nha. Rồi còn cái chuyện tính đi. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip có hàng chục ngàn lượt tương tác. Một số hội nhóm bắt đầu chia sẻ lại đoạn clip thể hiện sự phẫn nộ về cách thực hiện nội dung bẩn để quảng cáo của chủ quán. Nhiều người cho rằng toàn bộ đoạn clip là hành trình để bạn nam lừa các bạn nữ. Sau khi bị cơ dân mạng phản ứng gây gắt, chủ tài khoản đã gỡ bỏ clip. Người này cũng đăng tải đoạn clip lên tiếng xin lỗi và giải thích sau khi đăng tải đoạn clip dù crush lên Đà Lạt. Fanpage của quán cocktail bar này cũng đã khóa. Phóng viên báo Thanh niên kết nối với số điện thoại trên fanpage này nhưng thuê bao tắt máy không liên lạc được. Ông Nguyễn Long An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1 tại thành phố Đà Lạt cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc, sắp tới phường sẽ mời chủ quán lên nhắc nhở. Ông mang cho biết chủ quán cũng chấp hành việc gỡ clip đó và đăng tải clip xin lỗi tới mọi người. Phường sẽ tiếp tục nhắc nhở để chủ quán tránh việc làm nội dung quảng cáo tương tự.